Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Yamaha Hương Quỳnh mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn về chương trình chạy thử chiếc Yamaha BG1 này nha. Đây là chiếc BG1 hot nhất từ lúc mới được ra mắt vào cuối năm 2023 đến tận thời điểm năm 2024 mà chiếc BG1 chưa bao giờ là hết hot cả. Và đây là một mẫu xe số rất nhiều người tìm kiếm và xem đánh giá cũng như là ngắm qua hình ảnh rồi nhưng chưa biết cảm nhận thực tế của xe như thế nào. Góc lái ra sao, tư thế ngồi lặng nhẹ của chiếc BG1 này như thế nào thì đây là cơ hội hiếm hoi để cho các bạn qua trải nghiệm thực tế đối với chiếc Yamaha BG1 này. Đây là mẫu xe BG1, xe chạy thử của bên mình. Nếu ai chưa biết đến cảm giác lái cũng như là tiếng máy ra sao thì muốn chạy thử của chiếc BG1 này thì nhớ ghé qua địa chỉ Yamaha Hương Quỳnh, bãi rẽ Lội Duận, Tiên Du, Bắc Ninh. Thời gian diễn ra trong giờ hành chính từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần và sự kiện chạy thử diễn ra đến hết tháng 5 là kết thúc sự kiện. Và các bạn nhớ nhé, qua Yamaha Hương Quỳnh để có sự trải nghiệm tốt nhất về chiếc Yamaha BG1 này nha. Về đánh giá cảm nhận thì ở bài trước mình có làm rồi, nay mình chỉ nói thêm cảm nhận sau xe đã đạt mốc 100 km đầu tiên. Phải nói chiếc BG1 vẫn rất là linh hoạt, dáng xe nhỏ nhẹ, dễ dàng điều khiển. Các bạn có thể nhìn thấy bạn nữ chạy trong clip này có thể thấy được xe rất là thanh thoát. Như mình review chiếc xe này rất nhiều lần rồi, đây là một chiếc xe đa dụng, người trung tuổi, trẻ tuổi, nam nữ đều có thể sử dụng được chiếc xe này. Và thứ hai là về khoản tiết kiệm xăng, là vì chiếc BG1 đây là xe số cho lượng tiêu thụ là 1,7 lít trên 100 cây, rất là tiết kiệm. Đi khá là lâu xe mới báo xăng, vì cơ bản bình xăng của chiếc BG1 này cũng rất là lớn. Với chiếc Yamaha BG1 hiện tại vẫn chưa có nhiều khi đi ra đường xe này, kể cả những màu sắc nổi trội hay là màu tối đi chăng nữa thì chiếc này khá là nặng, thu hút rất nhiều ánh nhìn khi đi chiếc xe này. Đó là cảm nhận thêm về chiếc Yamaha BG1 này. Mình tin chắc rằng chiếc BG1 này sẽ là chiếc xe tốt nhất trong tầm giá. Và các bạn lưu ý một điều nha, trong tháng 4 đến hết tháng 5, Yamaha Hương Quỳnh sẽ có mẫu xe chạy thử chiếc Yamaha BG1 này. Nếu có anh chị em nào cần chạy thử thì có thể ghé qua Yamaha Hương Quỳnh, địa chỉ bãi rẽ Lội Duận, Tiên Du, Bắc Ninh. Ghé qua đây có thể nhân viên hỗ trợ cho các bạn chạy thử nha. Video về chương trình chạy thử chiếc Yamaha BG1 này đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại một like và một sub để ủng hộ kênh mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào. Ngẩn ngơ từ khi còn trên đất, nằm mơ sóng thơ tình ai cất, ngậm ngùi khúc ca sao thương em. Anh xem ngàn mây làm cái gì trong ngóng, hồn say từ khi còn ngàn đông. Mẹ cha buồn đến cho đôi tình đơn, ngày từng vùng trời cũ lá vẫn chưa tàn, gió vẫn mơ mà cho đàn em hát ca vui mừng. Nắng ngất cây lòng người mang nụ cười cô gái cũ đâu về nơi quê hương bình. Em dịu dàng bước đến.